Xin chào mọi người. Đây là ba đứa con của Hana và Bruno hôm nay. Đây là hai con vịt, con cái. Đấy. Rồi, ok, bây giờ sẽ thả ba đứa xuống này. Rồi. Thả cho nó xuống. Cho ngắm từng con. Rồi. Rồi, ra uống nước đi. Rồi. Từng con một xem chúng nó sẽ vận động như thế nào. Vận động rất là tốt. Hôm nay là được 40 mấy ngày rồi. 40 mấy ngày tuổi. À, để quay từng con một cho mọi người xem nhé. Để quay rất gần cho mọi người xem. Này có cái que để quay rồi. Đấy, ba đứa đấy. Đấy. Chơi kiểu đấy đấy. Đấy. Cái kiểu như này. Bộ 4. Đấy. Lắc ghê chưa? Lắc ghê chưa? Thôi, ra đây. Ra đây nào. Ra đây. Kéo cho nó ra ngoài để chơi. Đố nào kéo lại được. 1.3. Hai được kéo đây để xem cái gì chở cho con bá đạo này. Con đã được là nghịch rồi. Thank you.
Hay được. Chưa mà tí rồi phải khăn nước chứ. Con cái sau khi không giành được thì thôi, không thèm giành nữa. Đây, con cái này. Hay ya. Khánh bảo gì chả dịch ra gì cả. Không. Đây, lại tịch thu này. Tịch thu cầm ra đây này. Đây, kéo đây này. Đây. Nào. Cho mẹ vào chơi nhá. Đây. Ba mẹ con. Khán giả đang xem. Khán giả đang xem. Khánh ơi. Khánh. À. Hôm nay mẹ hết sữa rồi, cắt sữa mẹ hết sữa rồi, còn sữa đâu? Nhọc chưa? Hả? À, nhọc chưa? Đã nhọc chưa? Chắc là nhọc rồi. Này, nhận chú, tinh thần nhận chú, ngồi chân nhận chú. Cái. Thôi đi Hana này, Hana cũng lại chơi cái trò đấy hả? Trời ơi, nhằn được cái gì? Nuốt. À Hana. Vào đây chơi với lại cho con này Khánh ơi. Chơi một lúc thì nhọc rồi, bắt đầu vào đây rồi. Linh tinh rồi. Vỡ được cái cục gỗ hay là cục gì đây. Đồ chơi tự kiếm chơi nó mới sướng. Đồ chơi mà được cho là chơi nó không sướng. Này, rất vui vẻ. Được đề rất là vui vẻ. Gái. Thank you.
ok cho vào thôi, chơi thế thôi, bắt đầu muốn nghỉ rồi. Đây là ba đứa con của Hana và Bruno hôm nay. Đây. Ui giời, này nặng lắm rồi. Đây. Nhìn xem đứa nào giới tính nào nhìn nhá. Thank you.